Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael và đây là chương trình Trần Michael xin được gửi tới quý vị những bản tin thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trong 8 năm vừa qua, đó là vừa 4 năm của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu mà còn 8 4 năm của ông Biden nữa tổng cộng 8 năm là cái đám Big Tech cái đám đại gia công nghệ đã tắt quay tắt quái làm đủ trò để bịt miệng tổng thống trump và cũng như những người maga vì vậy khi tổng thống trump trở về tàu bạch cung lần này thì ông sẽ có những cái sự chuẩn bị về nhân sự và các chính sách để hạn chế cái quyền lực của đám này để cho nó không có tác quay tác quái như là thời gian vừa qua nữa. Và bên phía của cánh tả thì đang có vẻ khá lo lắng với chuyện cái những cái cái kế hoạch này của tổng thống Trump. Để hiểu rõ hơn thì Trần Michael xin phép được mời quý vị tới với một bản tin của Politico cho biết với nội dung như sau. Đó chính là tổng thống Trump đã Tuyên chiến với Big Tech. Uh, Politico thì quý vị biết là gì? Là họ là cánh tả nha. Đó. Thì uh, quý vị sẽ nghe trong đây là nhiều cái uh, lời than vãn than vãn của cánh tả lắm. Tổng thống Trump đang đưa cuộc chiến của Washington chống lại đám đại gia công nghệ theo một hướng mới sắc nét. Chỉ định ba nhà lãnh đạo trong chính phủ liên bang dự kiến sẽ đưa ra các vấn đề về chiến tranh văn hóa của cánh hữu vào trung tâm của cuộc tranh luận về sự độc quyền của các đại gia này. Ví dụ như người được tổng trâm lựa chọn vào trong Ủy ban Thương mại Liên bang là FTC là Andrew Ferguson à, sẽ tham gia cùng với những người được tổng trâm bổ nhiệm khác như là Gal Slater. Một cố vấn của ông j Vance mà gần đây tổng trâm đã để để đề cử vào vị trí là phụ tá tổng trưởng lý cho vấn đề chống chống độc quyền của bộ tư pháp họ có một đồng minh thứ ba đó là thành viên của ủy ban truyền thông liên bang fcc ông brandon carr là sẽ được tổng thống trump bổ nhiệm làm chủ tịch của fcc cả ba đều đặt câu hỏi về sức mạnh ngày càng gia tăng của những gã khổng lồ về công nghệ. Ông Ferguson và ông Carr đã đặc biệt đưa chánh trị của nội dung trực tuyến vào trọng tâm trong cách tiếp cận của họ để kiểm soát ngành công nghiệp này. Ông Ferguson đã cho biết tại FTC chúng tôi sẽ chấm dứt cái lòng thù hận của đám Big Tech nhắm vào sự cạnh tranh và quyền tự do ngôn luận. Ông Carr thì là một người cánh hữu lâu năm ban đầu được đề cử vào fcc bởi tổng thống trump và được elon musk ủng hộ mạnh mẽ đã nghiêng về phía hùng biện chiến tranh văn hóa và tháng trước đã cam kết trên phương tiện truyền thông xã hội và các phương tiện về uh, truyền hình rằng sẽ đập tan băng đảng kiểm duyệt của big tech điều đó đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của ông biden so với cách tiếp cận của ông biden đối với đám quyền lực của big tech dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hiện tại của FTC là bà Lina Khan và người bên Bộ Tư pháp đứng đầu văn phòng chống độc quyền là Jonathan Cantor. Chính quyền Biden đã thực hiện một cách tiếp cận quyết liệt theo chủ nghĩa kỹ trị để kiềm hãm quyền lực của những gã khổng lồ Big Tech như là Amazon và Google, nhưng tránh xa các cuộc tranh luận về tự do, kiểm duyệt và nội dung. Với những bổ nhiệm mới này, tổng thống Trump đang đã tạo tiền đề để đấu với Big Tech theo cách mà ông chưa bao giờ có thể đạt được trong nhiệm kỳ đầu. Ngay cả khi một số các cơ quan quản lý dưới thời của ông cũng phản đối những nỗ lực của ông trong việc chống lại sự thiên vị trên mạng xã hội đối với những người bảo bên phía cánh hữu. Những nỗ lực của ông bao gồm một sắc lệnh hành pháp rộng rãi nhằm mục đích giảm kiểm duyệt nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội. Đã bị đình trệ vào cuối năm 2020, một phần là do sự tranh cãi từ nhiều cơ quan quản lý của đảng Cộng Hòa về tính hợp pháp của những gì ông muốn làm, tức lại là diện những kẻ ở trong chánh quyền của ông nó phá đó. Ngành công nghiệp công nghệ đang theo dõi những lựa chọn mới và những lời lẽ hùng biện của họ với sự pha trộn giữa lo ngại và hoài nghi. Adam Kovacevic, giám đốc điều hành của nhóm vận động hành lang công nghệ thiên tả chamber of progress cho biết vẫn còn quá sớm để biết những mối đe dọa về mặt quy định thực sự đang chờ đợi hay liệu những lời hứa cho tới nay có phải chỉ là một chánh trị trình diễn hay không tức là gì làm màu thôi đó ông ta nói với politico rằng câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ là liệu đây chỉ là một chủ đề tranh luận trong chiến dịch của ông kho và ông ferguson để được ông trump cho chức hay là hành động thực sự sau những lời nói hay không. Tôi nghĩ rằng có những cái gật đầu với các chủ đề tranh luận của Maga mà không thảo luận về những điều này liên quan tới tu chánh án thứ nhất. Bà Slater thì ít lên tiếng công khai hơn so với ông Carr và ông Ferguson. Mặc dù trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, bà đã giúp triệu tập các giám đốc điều hành của công nghệ để Tổng Trump bày tỏ sự bất bình của mình về việc kiểm duyệt nội dung. Mặc dù đảng Dân Chủ có những nghi ngờ riêng về các Big Tech, nhưng cách tiếp cận của đảng Cộng Hòa có thể chứng minh là một đòn tấn công trong những tháng tới. Cả ông Ferguson và ông Kho đều đã là các ủy viên của các ủy ban liên bang. Vì vậy không ai trong số họ cần phải trải qua tiến trình phê chuẩn của Thượng viện nữa. Nhưng cả hai ban, ban đầu đều thiếu thế đa số của đảng Cộng Hòa tại các cơ quan của họ và Thượng viện sẽ cần phải phê chuẩn thêm những người Cộng hòa mới vào các ủy ban của họ trước khi có thể áp đặt một số ưu tiên đảng phái nhất định. Bà Slater cũng sẽ phải cần Thượng viện phê chuẩn tại vì đó là vụ vị trí là phụ tá tổng Chỉnh lý mà. Các, yêu, các phiên điều trần có thể có khả năng sẽ làm bùng nổ các cuộc tranh luận công khai về vai trò thích hợp của các cơ quan này. Ông Carr, một luật sư đã giúp viết một số những cái khuôn khổ chính sách cho Project 2025 đã nêu ra triển vọng diễn giải lại cái luật bảo vệ trách nhiệm mà các nền tảng công nghệ được hưởng theo cái luật số 230, cái là cái section 230 đó của đạo luật về cái sự à, à, gọi là đàng hoàng trong truyền thông bảo vệ các website khỏi các vụ kiện về các cái à, vấn đề kiểm duyệt nội dung Ông nhìn thấy một đối tác mới nổi đó là Ferguson, dự đoán cả hai cơ quan của họ sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Ông Con uh, nói rằng Ferguson đã đưa ra một chương trình nghị sự mạnh mẽ phù hợp với nhiều suy nghĩ của riêng tôi về việc kiểm soát Big Tech. Ông Ferguson đã đưa ra một số lưu ý truyền thống hơn về cách tiếp cận của mình với chính sách cạnh tranh sau khi được nêu tên đề cử. Ông nói chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Hoa Kỳ là nước đi đầu về công nghệ thế giới và là nơi tốt nhất để những người đổi mới đưa ra những ý tưởng mới về cuộc sống. Nhưng phần lớn hoạt động ủng hộ gần đây của ông đã đi sâu vào các vấn đề chiến tranh văn hóa. Ông nói nếu các nền tảng hoặc nhà quảng cáo thông đồng để ngăn chặn quyền tự do ngôn luận vi phạm luật chống độc quyền thì FTC phải truy tố họ và phá vỡ các tổ chức độc quyền đó. Đảng Dân Chủ nhìn chung đã tránh xa việc đàn áp cách các công ty lựa chọn kiểm duyệt nội dung, cũng như một số người Cộng Hòa, họ lo ngại những nỗ lực này có thể vi phạm tu chính án thứ nhất. Người chủ tịch của FEC trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump đó là ông Joe Simons đã phản đối sự chú ý của Tổng thống Trump tới vấn đề nội dung. Ông nói với các nhà lập pháp vào năm 2020 rằng thẩm quyền của FTC tập trung vào những Uh, diễn ngôn về thương mại thay vì quản lý các nội dung chính trị. Cùng thời điểm đó, Tổng Trâm đột ngột thu hồi cái đề cử, tái đề cử cho một ủy viên FCC thuộc đảng Cộng Hòa. Người đặt câu hỏi liệu là cơ quan quản lý viễn thông, tức là FTC đó, có nên can thiệp vào cái section 230 hay không? Sau đó, Tổng Trâm đã đề cử và nhanh chóng phê chuẩn được một trong những viên chức bộ thương mại ủng hộ ông hơn, mặc dù tại điểm đó FCC không có nhiều thời gian để thúc đẩy bất kỳ thay đổi nào về quy định trước khi ông Biden vô tàu bạch cung. Mặc dù ông Ferguson, ông Carr và bà Slater được coi những người trung thành mạnh mẽ, sẵn sàng thúc đẩy chương trình của Tổng thống Trump tại cơ quan của họ, nhưng à, họ cũng sẽ phải đối mặt với bối cảnh truyền thông xã hội khác so với năm 2020, điều này có thể ảnh hưởng tới bất kỳ chính sách sắp tới nào sự tức giận của Tổng thống Trump đối với việc bị bịt miệng của đám Big Tech ban đầu xuất phát từ nỗ lực của Twitter trong việc dán nhãn những cái phát chết một số những bài đăng của ông. Nhưng kể từ đó thì Twitter đã bị Elon Musk mua lại và biến nó thành X. Và ông đã trở thành một trong những người bạn đầu tiên của Tổng thống Trump ủng hộ cho chiến dịch của ông Trump và bây giờ đang cùng ông Trump xây dựng chính phủ mới. Một số đối thủ cánh tả của ông Trump cũng đặt câu hỏi về những nỗ lực của ông trong việc ra mắt Truth social có thể ảnh hưởng tới chương trình nghị sự của ông như thế nào. Bà Jenna à, Lovinkov, Levinkov, cố vấn chính sách cấp cao của lu đã nói với Politico rằng Theo tôi biết, ông Trump chưa nói về một về cái section 230 kể từ khi thành lập trước social và bà cam kết sẽ bảo vệ luật cái section 230 trước mọi cuộc tấn công có thể xảy ra. Vậy bây giờ đám ác luôn nó chuẩn bị rồi đó. Đó. Cho chuẩn bị rồi đó. Nhưng trong cái câu đó rồi. 400 đơn kiện dưới thời nhiệm kỳ 1 sẽ không là gì so với cái nhiệm kỳ 2 đâu quý vị. 1.000 đơn kiện là không có gì bất ngờ đâu. Nhưng tổng trăm bây giờ ông nói là làm nha. Thì nay ông sẽ chơi tới bến với đám Big Tech. Nhưng mà quý vị cũng thấy là gì Đám Big Tech cũng đã biết sợ rồi đó Đó chứ quý vị thấy là Elon Musk thì là, là theo phe tổng trong rồi đó, Rồi quý vị thấy Jeff Bezos nè Rồi uh, Mark Swan, thấy không Mark Xoan là cái kẻ mà coi như là Quay xe một cách lộ liễu nhất luôn Đó Xuống ăn cơm rồi bây giờ đóng tiền nữa <laughs> con xin đóng góp một triệu cầu xin chú tha thứ cho con đó cho nên là kỳ này đương nhiên nó sẽ có những cái khác nhưng mà những cái khác này là tổng trâm đã biết đã học hỏi từ 8 năm luôn rồi chứ không phải là có 4 năm đầu và đó chính là những gì mà trần mai côn được gửi tới cho quý vị trong bản tin này xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo xin kính chào tạm biệt